Xin chào các bác. 6:30 chiều 30 Tết, các bác chắc đang tất bật, vẫn tất bật dọn dẹp cái sắp cỗ đúng không? Đấy, dọn dẹp cả ngày mà vẫn chưa cảm thấy nó hết việc, các bác ạ. Thì mọi việc đều muốn nó suôn sẻ, nó tốt đẹp nhất và sạch sẽ nhất, đẹp đẽ nhất. Cái mâm ngũ quả của gia tiên có cành đào thì là Tết rồi, có chút hoa đây rồi. Thì là coi như đầy đủ rồi. Về phần anh em bonsai thì đây, tôi có nhấc cây này vào nhà chơi một cây này ở nhà rất là chật, nhà cấp 4 đấy mà, đấy nó cũng khá là chật và có bàn ghế đánh sập xiếc các thứ, nó rất là mà điều cây to tiếc vào đây thì cũng không ổn đấy. Thì có ông xanh láng làng này thì nó mướt mắt chút thì cho vào để chơi Tết các bác ạ. Đấy, nhìn nó cũng ra gì phết. Thì cây này thì các bác biết rồi. Đấy thì em cho một làn nước mỏng xuống đây, chơi Tết và khách quan đến ngắm nghía cũng một gì đấy, nó vui vui. Năm nay nó không chơi quất các bác, không có quất. Đấy, chơi cây cây này. Chơi cây cây xanh láng làng mà các bác đã biết đây rồi. Đấy. Nhìn có cái khay này, có cái khay này đựng nước thì nó cũng sạch. Ngại nhất là trẻ con cặp chó nghịch thôi, chứ còn không có vấn đề gì cả. Chơi trong nhà là thấy rất là ổn. Có cái kỷ, cái đôn của bộ bàn ghế thì lấy vào để lên luôn. Đấy, là coi như xong một cái việc trang trí chơi đẹp. Không cần quất, hôm nay không chơi quất. Thực tế mà có quất thì cũng không biết bày vào đâu, nhà nó chật. Đấy, hoa ly thơm rồi nhưng hơi nở chút. Có cành đào cắm trên ban thờ là chặt ở ngoài vườn. Cái cây đào hôm trước khoe các bạn. Đấy, còn cái cây này thì cây năm ngoái, cây nhiều năm, tôi chơi nhiều năm nhưng mà thực tế không chăm bón được thì nó hơi bị kém, nhưng mà lại hoa thì lại nở rất là đẹp. Đấy, thì chơi một cách cũng rất là vui. Cái cốt cán nó thì cực kỳ tốt, cốt cán nó đây. Năm ngoái tôi có quay thêm đến cái chậu này, năm nay vứt ở xó vườn này. Bây giờ lại mang ra, lại có hoa, lại chơi. Tất nhiên là răm của riếc của nó bị hỏng rất nhiều, nó cho nên là nó không được xung xuê, nhưng mà để mà nói mà chơi thì vẫn là rất là ok. Đó. Các cháu nó trăng thêm một số cái đồng xu và những cái hình may mắn vào đây. Đấy. Đấy các bác, hoa hiếp rất là to. Hoa hiếp rất to. Quay lại một chút, không tí nữa lại bận quá lại không chia sẻ các bác được. Rất muốn chia sẻ các bác những cái điều, những cái nét đẹp, những cái mà anh em ta thường cố gắng cho những cái chiều cuối năm. Vâng, đấy. Một cái gốc đào rất là tốt. Rễ của nó ra từ đây này. Nó nổi cồm lên đây. Đấy, có cái rễ này. Đấy. Đấy. Thì sang năm thì cố gắng chăm bón nó một chút để ta có cái cây đào đẹp chơi Tết. Để thực tế cái cốt cán nó rất hay và tôi thích cái hoa đào cái kép, đào phai cánh kép này. Bởi vì nó hoa nó bền hơn và hoa nó rất là to. Màu nó cũng thắm. Khi mà nó tàn đi thì nó vẫn còn cái cuống này. Chứ đào phai thì thanh tao quá, đâm ra là có 50 cánh này, gió cái nó bay hết luôn. Đấy. Chẳng còn lại cái gì cả. Nụ con này rất là to. Nở nó cũng được lâu hơn, bền. Đấy, chỉ để hồi để xuống trầu xuống thềm như này. Đó. Hoa này. Rất là rực rỡ không khí xuân các bạn. Trên mọi nẻo đường các thứ là đều ngập tràn không khí xuân rồi, đến mọi nhà rồi. Chiều cuối năm, mâm cơm chiều cuối năm chuẩn bị diễn ra rồi. Có những nhà thì đang diễn ra rồi, là nhậu nhẹt pét nhè rồi. Nên thì tất nhiên thì buổi trưa nay rồi, con cháu thôi, chứ còn rồi. Đấy, mặt bên này rất ok. Hoa này, mặc dù nó không có nhiều hoa đâu nhưng mà nở cái này còn lâu mới hết mà. Một vài cái hoa của nó đã thấy là rất là to rồi. Chứ
chứ không không có cảm giác là cây ít hoa, không có cảm giác như vậy. Đó. Đấy là cây đào, là thấy ổn yên tâm. Này, hôm nay vẫn chơi bên con la hán bên này, la hán bên này, một bên thì phi lao, bên phi lao. Này. Phi lao thì mới tỉa hôm qua này. Trời này có lẽ là tối quá, không view được hết, nhưng mà tinh thần là chia sẻ các bạn. Chú chơi đêm 30. Đấy. Ở chỗ này thì có cái bàn uống nước, nhưng mà có cái bàn uống nước đây. Để khách đến như ở sân ấy, thì để cái sung ở đây. Để cái sung mà như hôm hôm nó mang ở dưới Hà Nội về. Ngồi đây vừa ngắm cây, vừa uống nước, vừa có chỗ ngồi. Đấy là cái sung. Nó hơi tối quá. Cái ổi này thì cho cái cầu lên đây rồi. Cái ổi. Đấy. Còn những cây ổi đang phía bên này. Tất nhiên là tối quá này các bác. Các bác có khi là xem là có khi là trách em, nhưng mà đây, cây ổi hôm qua mới cắt đây. Cây ổi to nhất bên này. Đó. Có lẽ là chúng ta vào nhà đi. Vào nhà đi. Quay chứ. Gọi là cho biết nhà biết cửa chứ quay ở ngoài tối quá. Đó. Chia sẻ một chút không khí Tết của nhà em thôi. Đó là truyền thống rồi, năm nào cũng vậy rồi. Nhưng mà năm nay thì hơi thiếu quất. Đó. Thiếu quất thì lại có thêm mấy ông này. Chứ quê ngày xưa em không điều kiện về chơi nhiều cây, thì năm nay mới tha được vào một vài cây về thì tạm thời quất nhiều chỗ cho những cây này. Đấy. Cứ dần dần, hy vọng sang năm tới thì chúng ta lại có những thêm những cây đó, thật là hay ho. Chúc mừng năm mới rồi con. Đấy, thì chúng ta đây, coi như chia sẻ các bác, mời các bác vào thăm nhà em luôn ở đây, là ở quê Hương Thạch Thất. Thì khi bước vào thì các bác sẽ ngồi đây, và uống nước nôi hay là rượu chè thứ rượu vang giếc rót ra, cùng chúng ta cùng nhau ngắm cái cây xanh này và bình phẩm về cây này cũng như là cảnh đào Tết thì nó rất là hay các bác. Đấy, cây đôn này cũng được. Thì có cái khay này thì hôm mua lâu chưa dùng đến thì đặt luôn lên thay cái đĩa để đựng nước, Đấy, và cái hai cho sạch cái cây này, nó không nhỏ nước ra. Không nhỏ nước ra thì cái đôn gỗ này. Các bác ạ. Đấy. Các bác mà ở nhà mà đang chuẩn bị như nào, hoặc là có chút gì rảnh rỗi thì comment này. Anh em chia sẻ trên kênh được biết nhé. Các bác nhé. Okay. Mình quay thêm một số ngoài sân, nhưng mà cả đào điếc ở ngoài sân rất là nhiều. Nhà em đào trồng rất là nhiều mà. Đấy thì nhưng mà nó tối quá. Thì vào anh em ta ngắm cây này xem mà em chơi trong nhà có ổn không? Và các bác đang chơi cây gì trong nhà? Đấy. Có cây gì trong nhà không? Ngoài đào quất có cây gì trong nhà không? Đấy. Nếu anh em chơi bonsai ấy. Đấy. Hôm trước là cũng rửa sơ sơ được vài cái lá nhưng mà chưa rửa hết. Nó còn bẩn. Lá này còn bẩn. Đó. Ngại nhất là các cháu, nhiều cháu nhỏ ở nhà nó chật ấy. Nếu thấy hay các bạn nó rứt nó vặt ấy, thì đấy thì nhiều khi nó cũng là cái khó, nhưng mà chắc là cũng nhờ bố mẹ các cháu hết sức cho thôi. Các bác nhỉ, như anh em trên cây sờ vào thôi đã thấy sót rồi. Đấy. À,
cũng trước thềm năm mới cũng sắp đến rồi các bác, còn vài giờ đồng hồ nữa thôi. Xin được gửi lời chúc đến toàn thể các bác cũng như toàn thể gia đình một sức khỏe dồi dào và một năm thành công, gặp nhiều may mắn. Chúc một năm mới các bác. Thực sự năm mới đã đến rồi.